Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Audio Hải Ngoại. Tâm An rất là vui khi được gặp lại tất cả mọi người trong chuyên mục Tâm sự thầm kín trong buổi tối ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị một tâm sự có tựa đề Cái tát oan nghiệt của mẹ chồng. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Tôi và chồng là bạn học đại học. Hai đứa đều ở quê lên thành phố học tập. Gia đình hai bên cũng không phải là khó khăn gì. Bố mẹ tôi cũng kinh doanh buôn bán, nên cũng có của ăn của để. Sau khi tốt nghiệp, cả hai chúng tôi đều ở lại thành phố làm việc chăm chỉ và có công việc ổn định. Hai năm sau ngày ra trường, chúng tôi có một đám cưới viên mãn, được sự chúc phúc của bạn bè và người thân. Qua bao năm vất vả cũng có thể coi là có một thành quả không nhỏ. Giờ đã có nhà, có xe, gia đình hòa thuận, con cái ngoan ngoãn. Hai đứa nhà tôi thì mến ông bà nội lắm. Ông bà nội cũng quý cháu, có cái gì ngon cũng gói ghém mang lên cho cháu. Mẹ chồng cũng là người rất dễ chịu, không bao giờ hà khắc điều gì, luôn coi tôi như là con cái trong nhà, nên tôi cũng rất quý bố mẹ chồng. Giờ đây sống sung túc thì không thể quên được bố mẹ. Nhiều lần vợ chồng tôi muốn đưa bố mẹ chồng ở quê lên thành phố sống để gần con cái, cũng như là có nhiều điều kiện tốt hơn, nhưng đều bị từ chối. Một là ở chung cư không tiện, bố mẹ muốn ở quê, đi ra đi vào có hàng xóm trò chuyện cho khuây khỏa, vườn rộng cây cối nhiều, cuộc sống thoải mái hơn. Hai là em chồng tôi ở quê vẫn chưa lấy chồng, vẫn cần được bố mẹ chăm sóc. Giờ bố mẹ lên thành phố, để cô em chồng một mình cũng không hay cho lắm. Bố mẹ chồng bảo thư thư ít năm nữa rồi sẽ suy nghĩ lại. Dạo gần đây em chồng dự định trong năm nay sẽ kết hôn. Thấy cơ hội đã đến, nên tôi lại đề cập đến chuyện đưa bố mẹ lên đây, nhưng vẫn bị từ chối. Mấy đứa nhỏ trong nhà tôi rất quý ông bà nội, nhớ ông bà nên hay đòi về quê chơi. Cứ cuối tuần hoặc dịp lễ Tết lại đòi về quê cho bằng được. Tụi nhỏ được ông dẫn ra đồng thả diều, bắt cá là thích lắm. Nhưng khi về quê nội nhiều ngày thì thiếu thốn đủ thứ, từ nhà vệ sinh, nước sinh hoạt, điện, điều hòa và côn trùng, tất cả đều rất bất tiện, khiến hai đứa con tôi bị đủ thứ bệnh tật. Lần nào lên thành phố, tay chân lại chi chít những vết sẹo, không cảm nắng thì cũng viêm da. Không còn cách nào khác, tôi bàn với chồng là cùng nhau về thuyết phục bố mẹ chồng lên đây sống cùng với chúng tôi. Chúng tôi sẽ mua một căn nhà ở gần, cho bố mẹ tiện chăm sóc, cũng như là bọn trẻ sẽ không phải đòi về quê với ông bà nữa. Chúng tôi bắt đầu tìm nhà chung cư trong điều kiện có thể. Hai đứa muốn tạo bất ngờ cho bố mẹ chồng nên giấu kín chuyện mua nhà. Dù điều kiện không quá dư giả, nhưng trong thời gian đi làm chúng tôi cũng tiết kiệm được một chút tiền. Vợ chồng tôi quyết định mua căn hộ tốt một chút, sau đó đi làm trả dần. Điều kiện của bố mẹ đẻ của tôi vẫn còn tốt, vì ông bà đều có thu nhập ổn định từ việc kinh doanh. Khi bố mẹ tôi nghe nói rằng tôi muốn mua một căn nhà cho bố mẹ chồng tôi lên sống cùng, bố mẹ tôi rất hài lòng. Nói tôi là biết lo lắng cho mọi người như vậy là tốt. Sau đó bố mẹ tôi cho vợ chồng chúng tôi vay 1 tỷ. Khi tôi bảo chồng mình chuẩn bị hồ sơ và đi cùng tôi đến đăng ký sổ hồng để đưa tên hai đứa cùng vào. Nhưng chồng tôi nói là dù gì cũng là người một nhà, không cần cầu kỳ tiểu tiết như vậy. Em cứ để tên của em cho tiện xử lý hồ sơ. Tôi đồng ý và sang tên sổ hồng là tên của tôi. Sau khi nhận nhà, hai vợ chồng thực sự hạnh phúc vì đã phần nào báo hiếu được cho bố mẹ. Chúng tôi âm thầm trang trí nhà cửa, mua sắm một ít đồ dùng trong nhà. Bố mẹ chỉ cần lên ở là xong. Hôm đó tôi mua rất nhiều đồ ăn ngon, nấu một bữa ăn ấm cúng. Còn chồng thì về quê đón bố mẹ tôi lên. Bố mẹ thì không hiểu nhân dịp gì mà hai vợ chồng lại gọi lên chơi, nên cũng rất băn khoăn. Hai đứa nhỏ thấy ông bà thì quấn lắm, đòi ông bà chơi cùng suốt. Đến bữa ăn gần hết, bất ngờ chồng tôi lấy sổ hồng căn hộ mới mua ra khoe với bố mẹ. Bố mẹ cũng lớn tuổi rồi, chúng con mong muốn bố mẹ đỡ vất vả nên đã mua một căn hộ ở gần đây. Sang tuần con sẽ đón bố mẹ lên để tiện cho chúng con chăm sóc, gần con gần cháu ạ. Chúng con muốn tạo bất ngờ cho bố mẹ,
nên bây giờ con mới thông báo đây. Bố mẹ chồng tôi thấy như vậy thì vui lắm. Bảo hai chúng tôi chuẩn bị từ bao giờ, tiền đâu mà mua tốn kém. Mẹ chồng tôi cầm cuốn sổ hồng trên tay rồi xem. Bất ngờ nét mặt của bà co lại, rồi quay sang cho tôi một cái tát như trời giáng. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bà nói với tôi: tại sao lại như thế này? Tại sao cô dám đứng tên trên sổ hồng? Con trai tôi nó là trụ cột gia đình, là người đưa ra quyết định cuối cùng trong căn nhà này. Tại sao nó không được đứng tên trên giấy tờ? Có phải cô bắt nó phải đưa hết tài sản cho cô không? Nhà này không khéo chắc là cũng đứng tên cô, có đúng không? Nói xong bà quay sang chồng tôi và tiếp tục nói: còn con làm cái trò gì vậy hả? Con bất tài đến như vậy sao? Con định tay trắng ở trong cái nhà này, rồi nó muốn đuổi con đi lúc nào cũng được, có đúng không? Tôi không ở, cô cậu muốn làm cái gì thì làm. Tôi quá sững sờ trước hành động và lời nói của mẹ chồng tôi. Tôi thực sự rất sốc. Tôi bỏ công sức, bỏ tiền bạc và tình cảm dành cho ông bà ấy, mà giờ nhận lại một cái tát và những lời mắng chửi chỉ vì cái tên ghi trong sổ hồng. Chồng tôi cũng rất thất vọng không kém trước thái độ của mẹ. Anh mới lớn giọng nói lại: mẹ bị làm sao thế ạ? Chúng con là vợ chồng, tiền là của chung, nhà cửa đứng tên ai trả được. Chưa kể số tiền mua, phần lớn là tiền tiết kiệm của vợ con dành dụm bấy lâu nay, tấm lòng của vợ chồng con. Tại sao mẹ lại đối xử với cô ấy như thế ạ? Bố chồng tôi lúc này cũng vậy, cũng không giữ được bình tĩnh mà quát mẹ chồng tôi: bà làm sao thế hả? Con cái có lòng tốt mà bà lại nỡ đánh mắng nó. Chưa biết sự tình ra sao, bà đã làm loạn trước mặt cháu tôi thế này. Nhà ai đứng tên không được, vợ chồng nó tự giải quyết với nhau, bà xen vào làm gì? Lúc này tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại và nói với mẹ chồng tôi: thưa mẹ, có cả nhà ở đây, con xin phép giải thích rằng khi đi làm thủ tục sang tên sổ hồng, con đã nói chuyện với chồng con, nhưng anh ấy nói rằng chúng ta là một gia đình nên không cần để ý đến tiểu tiết này làm gì, để hồ sơ nhanh gọn nên anh ấy thống nhất để con đứng tên trên giấy tờ. Chúng con chưa bao giờ suy nghĩ về việc ai sẽ đứng tên trên giấy tờ, vì chúng con là vợ chồng, là một gia đình. Còn nếu mẹ không muốn ở căn hộ này, ngày mai con sẽ bán nó, coi như chưa có căn nhà này. Chồng tôi cũng xác nhận những gì tôi nói là đúng và cũng nói với bà rất nhiều. Mẹ chồng tôi khi nghe tin tôi định bán nhà đã nắm tay tôi xin lỗi và nói rằng: cho mẹ xin lỗi, mẹ suy nghĩ cổ hủ, mẹ đã quá đề cao vấn đề ai đứng tên trên giấy tờ sử dụng. Vì một phút nóng giận, mẹ đã ra tay với con. Mẹ cảm ơn con và sẽ chuyển lên đây sống gần con với các cháu. Chuyện này mẹ đã sai rồi, hai con bỏ qua cho mẹ nhé. Mẹ chồng xin lỗi, nhưng tôi vẫn im lặng và không nói gì. Tôi chỉ dọn dẹp bàn ăn rồi cho hai đứa nhỏ đi ngủ. Còn chồng tôi thì thấy không khí còn quá căng thẳng nên chờ bố mẹ chồng tôi về lại dưới quê. Đợi tôi nguôi ngoai rồi nói chuyện. Tôi không muốn làm to chuyện để ảnh hưởng tới sự bình yên của gia đình. Nhưng thật không ngờ mẹ chồng của tôi lại tát tôi vì cái chuyện vặt vãnh như vậy. Tôi có nên bỏ qua cho mẹ chồng mà sống vui vẻ như trước không? Từ khi lấy nhau đến giờ, tôi luôn xem mẹ chồng như mẹ ruột của mình. Mẹ chồng cũng đối xử rất tốt với tôi. Hay là giữa hai chúng tôi chưa đụng đến vấn đề quyền lợi, tiền bạc nên vẫn còn rất êm ấm. Đã hai ngày sau bữa cơm tối đó, tôi vẫn chưa nói chuyện lại với mẹ chồng. Chồng tôi cũng hết sức khuyên răn tôi, bảo rằng là mẹ chồng cũng có gọi điện lên, nói khéo với chồng là bảo tôi bỏ qua cho bà. Giờ tôi phải làm sao đây? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị một tâm sự trong buổi tối ngày hôm nay. Đúng là lúc đầu đọc cái tâm sự này, Tâm An cứ nghĩ là cái tát oan nghiệt là cái điều gì đó nó lớn lao, nó bất mãn trong cuộc sống. Nhưng thật không ngờ về cái chuyện nhỏ nhặt, cái chuyện mà chúng ta mua một căn hộ
để tặng cho ông bà, để ông bà lên ở với vợ chồng chúng ta mà lại bị ăn một cái tát như vậy. Quả thật là Thâm An cảm thấy rất là đau lòng, rất rất buồn, rất muốn chia sẻ với chị trong cái câu chuyện này. Có thể là anh chị không ở gần bố mẹ chồng, chỉ thi thoảng đưa cháu, đưa con của mình về chơi với ông bà thôi, đúng không ạ? Thì luôn luôn nhìn thấy những cái thứ màu hồng, giống như chị nói trong tâm sự này này. Khi mà hai bên chưa có tranh chấp về tài sản, về kinh tế hoặc về chuyện tiền bạc, thì lúc nào cũng suôn sẻ với nhau cả, không có cái điều gì mà khúc mắc. Chuyện mẹ chồng và con dâu mà giống như là coi như là con đẻ trong nhà, Tâm An cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là vui. Nhưng mà có thể chúng ta chưa đụng chạm về vấn đề kinh tế nên chưa có mâu thuẫn xảy ra. Tâm An cảm thấy là do chị hy vọng quá nhiều nên là bây giờ thất vọng sẽ nhiều hơn. Chúng ta cứ bình thường sống với bố mẹ chồng thì chắc hẳn bây giờ là chúng ta không có thất vọng như thế. Ngay từ lúc đầu là ông bà cũng không có ý định là lên thành phố để ở cùng với anh chị, bởi vì ông bà có cuộc sống của ông bà. Ông bà có cái thế hệ khác với chúng ta, có thể là sống ở vườn, ở quê, chăn nuôi và có hàng xóm, chứ không thể nào lên thành phố mà suốt ngày ở nhà nấu ăn hoặc là xem tivi. Đó là cái việc mà những người lớn tuổi họ không bao giờ làm được. Chúng ta phải nên thông cảm và thấu hiểu cho họ. Có thể là bạn luôn luôn, nói chung là không phải là cái sự ích kỷ, nhưng mà luôn luôn nghĩ rằng là những điều tốt cho mình thôi, chứ không bao giờ nghĩ cho ông bà ở dưới quê là ông bà lên đây ông bà sẽ làm gì, hay là chỉ để thuận lợi là gần con của mình chơi với hai đứa cháu của mình. Bạn nên suy nghĩ lại cái vấn đề này, bởi vì chúng ta sống cuộc sống khác với bố mẹ của chúng ta. Tâm An thấy là bạn có rất nhiều ý tốt, nhưng mà cái yếu tốt, cái ý tốt đấy nó không phù hợp với bố mẹ chồng của mình. Còn cái chuyện mà bây giờ vì cái tát đó có nên tha lỗi cho mẹ chồng mình hay không, thì Tâm An nghĩ là nên bỏ qua chứ, đúng không ạ? Vì chúng ta sống với chồng mà, còn về lâu về dài, đâu chỉ vì cái tát này mà chúng ta có thể cắt đứt mọi quan hệ với bố mẹ chồng của mình được không? Tha thứ và cứ bình thường như mọi chuyện. Nhưng mà bạn đừng có, chị đừng có hy vọng quá nhiều vào một cuộc sống là bố mẹ chồng giống như bố mẹ đẻ của mình. Đôi khi trong cuộc sống bố mẹ đẻ của mình đang còn rất là nhiều khúc mắc, còn rất nhiều mâu thuẫn mà, huống hồ gì là những người khác máu tanh lòng với chúng ta. Tâm An nói ở đây không phải là chúng ta không nên yêu thương, không nên coi bố mẹ chồng không như là bố mẹ của mình, nhưng mà chúng ta phải nên nghĩ là phải có khoảng cách, không thể xem là những người như là bố mẹ ruột của mình được. Cái câu khác máu tanh lòng nó không nặng nề đâu, mà Tâm An nghĩ nó đúng là sự thật trong cái câu chuyện này. Là chị cứ bình thường mà sống thôi, vui vẻ, tận hưởng, yêu thương ông bà, rồi sẽ có những niềm vui khác đến. Chứ đừng có hằn học là mẹ chồng tôi tát tôi như thế, tôi hận thù bà ấy, tôi sẽ không bao giờ yêu thương bà ấy nữa. Chúng ta cũng không nên làm như vậy. Hãy sống vì hai đứa con của mình và một người chồng luôn yêu thương bạn. Tâm An sẽ chúc cho chị có rất là nhiều niềm vui trong cuộc sống và có những quyết định đúng đắn nhất. Còn quý vị khán thính giả thân mến, sau khi lắng nghe xong cái tâm sự này thì quý vị có những cảm nhận và những suy nghĩ như thế nào? Thì quý vị hãy comment ở dưới video này cho Tâm An và mọi người cùng biết với nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Chúc quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.